Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông Đờ, Toàn mua hai chai xăng đổ lên ô tô của người này đang đỗ trong khu dân cư ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, rồi châm lửa đốt. Ngày 17 tháng 10, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Khổng Minh Toàn, 37 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản. Theo điều tra ban đầu, ông Toàn biết vợ mình là chị T, có quan hệ tình cảm với ông T.A.D, 51 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, cấp trên của chị T, nên nhiều lần ngăn cản. Thời gian gần đây, Toàn thấy vợ buồn bã vì cấp trên chuẩn bị lập gia đình nên ghen tuông, nảy sinh ý định đốt ô tô của ông Đờ để trả thù. Sáng ngày 13 tháng 10, Toàn điều khiển xe máy đến một khu dân cư ở phường Phú Thuận, quận 7 để uống cà phê nhưng không có quán nào mở cửa nên về công ty làm việc và phát hiện ô tô của ông Đờ đang đậu trong khu dân cư. Trưa cùng ngày, Toàn đi mua hai chai xăng, lén đổ lên ô tô của ông Đờ, châm lửa đốt rồi bỏ đi. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa còn cháy lan sang một ô tô đậu kế bên. Trích xuất dữ liệu camera, Công an quận 7 xác định Toàn là nghi phạm gây ra vụ việc nên mời lên làm việc. Bước đầu, Toàn khai nhận do ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên. Theo dân trí,